là một trong 6 xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2017. Những ngày này, nhân dân xóm 7 xã Bồi Sơn Đô Lương đang tập trung hoàn thành các tuyến đường bê tông trong xóm. Ngoài sự hỗ trợ xi măng của huyện, xã, mỗi hộ dân tình nguyện đóng góp 500.000 đồng để làm đường giao thông nông thôn. Khẩu chúng tôi là 46 khẩu, mỗi khẩu thì cũng quân binh gần 500 ngàn. Thì cũng thôi là hoàn thành trách nhiệm, nói chung được, thì đường của nông thôn sạch đẹp. Từ đầu năm đến nay, Đô Lương đã huy động hơn 109 tỷ đồng đầu tư vào các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 61,8 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 20,5 tỷ đồng, hiến hơn 4.000 ngày công, 14.800 m2 đất. Để phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2017, Đô Lương đang tập trung kêu gọi sự ủng hộ từ xã hội hóa. Đồng thời, Ban chỉ đạo nông thôn mới của huyện thường xuyên bám sát, kiểm tra để hoàn thành mục tiêu đúng tiến độ. Theo kế hoạch thì năm 2017, huyện đã đặt ra là 8 xã. Tuy nhiên thì chúng tôi đang cố gắng sẽ bằng cái nỗ lực để cố gắng là phải đạt được là phải gần xấp xỉ. Còn cái khó khăn chung như thế và cái chủ trương thì không làm bằng mọi giá, nhưng mà chúng tôi cũng phải có một cái quyết tâm rất cao để tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Sau 6 năm xây dựng chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Đô Lương đã có 10 xã về đích, phấn đấu cuối năm 2017 sẽ có thêm 6 xã về đích xây dựng nông thôn mới. Việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở Đô Lương đã làm cho bộ mặt kinh tế xã hội nông thôn phát triển. Đây chính là cơ sở vững chắc để Đô Lương vững bước trên con đường hội nhập.